Dạ. Rồi em kể là chi tiết cái lần em bị dụ coi sao mà dụ được, trong khi có bạn gái rồi mà sao mà bị dụ được hay vậy? Lúc đó là em chia tay bạn gái khoảng chừng 2-3 tuần. Xong rồi em về đám cưới gì á, thằng cháu của em nó dắt về. Rồi. Là tối hôm đó em xỉn, cái nó làm gì em cũng không biết. Ủa nếu vậy thì thôi mình tỉnh lại thì thôi, mình nó là mình đâu có biết cái gì đâu, mình tỉnh lại mình vẫn mình làm mình bình thường chứ sao tỉnh lại rồi mình mê trai luôn. Nó còn dư vấn hả chị? Nó còn dư vấn hả chị? Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay, xin mời quý vị chờ trong giây lát. Rồi, ngồi vào ghế nha. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, chào em, hãy giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên Sang, hiện tại là em sống ở Gò Vấp. Em làm bên cơ khí ô tô. Hay dữ vậy, làm nghề này lâu chưa? Khoảng 3 năm. 3 năm? Dạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi, quê mình ở đâu? Dạ, em 30, em ở Kiên Giang. Về Kiên Giang, mình lên đây lâu chưa? Dạ, cũng 5-6 năm. Mời em bên đây giới thiệu. Chào chị Cát Tường, em tên là Thông. Em sinh năm 1994, quê em ở Đà Lạt. Hiện tại và em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì không? Hiện tại em đang tự kinh doanh về đồng hồ. Dữ dằn ha, làm ông chủ nhỏ rồi ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Điểm mạnh của em là em khá là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ tới những cái điều tích cực hơn, rất là hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Ngủ ngáy nè, hay càm ràm, hát dở. Làm cái gì cũng dở hết. Nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều cái dở lắm phải không? Đúng rồi. Rồi nhưng mà giỏi, mình kinh doanh riêng đồ là mình giỏi rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống tình cảm lắm. Còn điểm yếu là hay bị nóng, nhưng mà chút xíu là em quên mất tiêu. Dạ. Rồi. Về tình trường thì sao? Em thì cũng ba mối tình. Mối tình lâu nhất của em là được 4 năm. Ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. 4 năm mà sao lại chia tay? Khoảng 2 năm đầu tiên thì em không biết là người ta đã có gia đình. Và có con trai. Là sao, là người đó là trai hay là gái? Là con trai. Là con trai, có vợ? Có con luôn. Có vợ, có con luôn. Đúng rồi. Mà em quen mấy năm trời em không biết. Đúng rồi. Trời sao hay vậy? Người ta giấu hết, em không biết một cái gì hết. Thì quen nhau được khoảng 2 năm rồi thì lúc đó em mới biết là họ đã có gia đình. Rồi lúc đó thì cái tình cảm của em nó cũng vơi bớt dần đi. Tại vì em cảm thấy là người ta không có thật sự là dành trọn cho mình á. Thì sau này người ta cũng có vài lần người ta, cái nhu cầu của họ quá lớn, chuyện đó quá lớn. Nên em cảm thấy em không đáp ứng được và em chia tay. Với lại người ta cũng có gia đình rồi, mình vậy chi, đúng không? Dạ. Rồi lúc đó cái người có khi nào có bị bắt ghen, đánh ghen gì lần nào không? Dạ, cũng có. Cũng có hả? Dạ. Đâu, em kể lại cái sự cố nào, em kể lại một câu chuyện nào đặc biệt mà em nhớ cho chị nghe coi. Thì cũng có lần chị đó, chị cũng có gặp em, hỏi em là em với ảnh đang như thế nào. Nhưng mà em lúc đó em đa số em đều là cảm thấy mình cũng có một phần mình có lỗi á, nên là em thường là em hay trốn tránh. Em không có dám đối diện. Rồi chị đó có làm gì em không? Dạ. Rồi mà quen rồi cuối cùng sao mà dứt được vậy? Thì em bỏ về quê. Rồi từ đó tới nay còn có mối tình nào khác nữa không? Dạ cũng có, nhưng mà chỉ có mối đó là sâu nặng nhất. Đúng rồi. Rồi giờ quên hẳn chưa? Hiện tại người đó đối với em bây giờ, tới hiện tại bây giờ vẫn là anh em, vẫn là tri kỷ. Tuy là không còn yêu nhau nữa nhưng mà có những chuyện anh ấy ảnh vẫn có thể chia sẻ với em và em cũng có thể chia sẻ lại. Nhưng mà giờ anh đó, anh về anh sống với vợ ảnh hay là anh vẫn có dạ quen không? Người khác? Ảnh với vợ ảnh ly dị rồi. Ồ, vậy á hả? Sao không quay lại với nhau? Em nghĩ là lúc này tình cảm đã hết rồi. Nó đã chuyển qua một cái hướng khác rồi, nó không phải là tình cảm của tình yêu nữa. Rồi còn em sao, tình trường mình như thế nào? Dạ em chỉ quen vài 3 tháng là không hợp, là tụi em tự chia tay. Lý do tại sao mà không hợp, không hợp chỗ nào mà mình quen nhau ngắn quá vậy? Hình như cái số em nó không vậy chị. Nhưng mà cái lý do gì mà dẫn đến chia tay, thông thường là những lý do gì? Không hợp chị, hoặc là có cái chuyện đó nhiều quá. Trời, hai người này giống nhau quá vậy. Dạ. Vậy là không có mối tình nào mà động lại cho em nhiều kỷ niệm rồi, chưa có. Dạ. Từ nhỏ đến lớn có quen bạn gái nào không? Dạ có, lúc khoảng 19 tuổi. Thường có làm ăn gì được không? Cũng có chị. Cũng có. Rồi sao tự nhiên đang quen bạn gái ngon lành mà làm cái nghề của em là cái nghề đàn ông nữa, rồi sao không lấy vợ đi trời? Là do các bạn làm chung với cháu của em. Lúc đó là như đám cưới của dì của em với quê. Nó dắt về.
Hình như em bị bẻ vậy. Có nghĩa là vậy là mình bị dụ. Chứ hồi còn mình từ nhỏ lớn lên là mình vẫn là thanh niên, dạ, trai dạ. tráng bình thường. Dạ. Chắc có lẽ một phần cũng do em tiếp xúc quá chị. Giờ có khi nào em nghĩ là một ngày nào đó em sẽ quay lại em thích phụ nữ, em lấy vợ sinh con không? Dạ chắc không. Lý do? Em đã từng yêu phụ nữ được mà. Nhưng mà em không có cảm xúc nữa. Tại vì em cũng đâu có ra ngoài đường hoặc là ấy, em cũng không có nhìn. Mà con trai thì nhìn? Dạ. Rồi ba mẹ có khi mà phát hiện có phản ứng như thế nào với em? Ba em chưa biết. Lần nào em về ba không hối cưới vợ. Ừ chứ nhìn em người ta không có biết được đâu. Tại nhìn em thấy là đàn ông men chứ dạ. Không có cái nét gì mà gọi là đúng không? Dạ. Rồi em kể là chi tiết cái lần em bị dụ coi sao mà dụ được. Trong khi có bạn gái rồi mà sao mà bị dụ được hay vậy? Lúc đó là em chia tay bạn gái. Ừ. Khoảng chừng 2-3 tuần. Ừ. Cái quê của em là ở một cái huyện. Còn ừ. em lên trên thị xã là em quen bạn gái đó. Rồi. Xong rồi em về đám cưới gì á. Ừ. Là em về dưới. Thằng cháu của em nó dắt về. Rồi. Là tối hôm đó em xỉn. Cái nó làm gì em cũng không biết. À có nghĩa là em coi như là bị xỉn cho nên là mới là bị người ta phá trinh tiết mà không hay biết phải không? Đúng không? Dạ. Ủa nếu vậy thôi mình tỉnh lại thì thôi mình đâu có biết cái gì đâu, mình tỉnh lại thì mình vẫn mình là mình bình thường chứ sao tỉnh lại rồi mình mê trai luôn. Nó còn dư vấn đó chị, nó còn dư vấn đó chị. Trời đất ơi. Cái qua sinh nhật tới sinh nhật cháu em nó cũng đòi về. Nó đòi em cho nó về. Cái đó là em cũng kêu nó về. Xong rồi cũng rồi lâu một thời gian cái em học cái em đi lên trên đây là ngày nào nó cũng qua kiếm em. Là cái thằng đó dụ em đó rồi dạ. Sao chia tay với đó? Thật ra là em không có quen mà mục đích của nó quen em là chỉ là cái chuyện tình dục thôi chị. Thôi khó quá, tôi không hiểu nổi đâu. Có khi nào em ở đó giờ có bạn gái chưa cưng? Hồi lúc đi học em cũng có bạn gái. Có bạn gái. Đúng rồi. Rồi sao tự nhiên đang có bạn gái rồi chuyển qua thích con trai? Lúc đó quen bạn gái em nghĩ cái lúc đó là chỉ là tình cảm học trò thôi. Ừ. Mình chỉ cảm thấy mình mến bạn đó ừ. Mình thích đi với bạn đó thôi ừ. Chứ nó không phải gọi là yêu ừ. Vậy rồi tự nhiên đang có bạn gái rồi. Ai là người khám phá ra em để em biết em là thích con trai? Cái tính cách của em từ hồi nhỏ thì em nghĩ là nó đã nhẹ nhàng hẳn rồi. Nó không có xu hướng theo những bạn nam hẳn. Lúc mà chơi game audition á thì lúc đó là em có nói chuyện với những bạn nam ở trên đó ừ. Thì mình cảm thấy mình thích nói chuyện với những bạn đó hơn. Người đầu tiên khám phá là người mối tình 4 năm đó. À là cái mối tình 4 năm đó ha. Vậy mà cuối cùng cũng chia tay, thiệt là buồn ghê. Bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai có thể sống với nhau được lâu dài, là em muốn tìm một người như thế nào? Em cần một người chín chắn, có trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau. Em không thích những người nói dối. Về ngoại hình? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Còn em muốn tìm một người như thế nào? Dạ, một người bạn dễ thương tí, biết quan tâm em tí. Và em cũng quan tâm ngược lại. Cuộc sống của em ổn định không? Cũng là ổn định rồi chị. Có nuôi ai không? Ba mẹ gia đình có nuôi ai không? Cũng vài tháng lâu lâu em có gửi về cho ba chứ ừ. Tại vì mẹ em cũng mất sớm lúc em 8 tuổi. Rồi. Dạ. Thế bây giờ trước khi mà mở cửa trái tim ra, chị muốn cho hai em cảm nhận nhau trước khi nhìn thấy mặt nhau. Bây giờ hai bạn đặt tay lên đây nè, để mình nắm tay nhau một cái coi có cái truyền được cái miếng điện nào qua. Không có nhìn nha, không khoan nhìn mặt, cho cầm tay nhau trước. Đặt tay vào đây đi ạ. Tay bên đây gồ ghề nam nhi quá ha. Tay bên này mềm mại phụ nữ quá ha. Rồi nói cảm nhận với nhau luôn đi trước khi mình nhìn thấy nhau. Có cảm giác ấm ấm. Ấm ấm? Dạ. Thế em có cảm xúc gì không? Thấy nó lạnh quá rồi. Em giờ mới lạnh là nó vậy. Vậy hả? Dạ. Có rồi. Khi nó đổ mồ hôi tay. Rồi được rồi. Rồi đã tới đây. Bây giờ em hình dung bạn trai bên này em bên này là người như thế nào? Em nghĩ là mặt tròn tròn. Mặt tròn tròn. Cao hay thấp? Trắng hay đen? Có lẽ là trắng. Rồi được rồi, không để hai bạn đoán lâu nữa. Hãy nhìn thẳng vào trái tim, Tường sẽ mở cửa ra cho hai bạn gặp nhau nha. Chào em. Chào anh. Rồi, bây giờ cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn thấy em ấy như thế nào? Có đúng như ý em suy nghĩ, em tưởng tượng không? Giống được cái mẫu người lý tưởng em bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ bạn là mặt trắng trắng tròn tròn. Bạn cũng 70-80 thì... Thế còn em? Em nghĩ là nhìn bạn khá, em thấy khá là dễ tin tưởng.
dễ tin tưởng. Đó cũng chỉ mới là những cái cảm xúc thôi, nhưng mà quan trọng là con tim mình nó có rung động, có hồi hộp, có được tí gì chưa? Có. Em thì có, hôm nay có gì chưa? Chút chút. Mới chút chút. Bây giờ để có nhiều hơn thì chúng ta phải trao đổi, trò chuyện với nhau một chút xíu. Ủa cái này sao đây? Trời ơi, gã lăn lên. Anh tặng. Cảm ơn anh. Em còn có một món quà tặng cho em. Quà gì dạ? Quà gì gói kỹ quá dạ? Tiết lộ cho Tường nghe được không? Dạ, là cái ví. Là cái ví. Mục đích gì? Chủ kinh ý nghĩa gì? Thì em nghĩ là chiếc ví nó tượng trưng cho về tiền tài. Ừ. Em muốn chúc anh nhận được chiếc ví này thì sẽ thành công hơn. Rồi. Rồi bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để chúng ta trò chuyện với nhau nha. Rồi ít phút chị Tường sẽ quay lại mời cho đồ ăn của nhà hàng lên ạ. Tường mời hai bạn thưởng thức món hải sản đúc lò. Món ăn này mang phong cách châu Âu, là một sự hòa quyện giữa các loại hải sản tươi ngon như là tôm nè, mực nè, cua nè, được chế biến một cách rất là tinh tế, tỉ mỉ. Và đặc biệt, em nhìn đi, trang trí rất là đẹp mắt đúng không? Rồi, vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, em cảm ơn. Em muốn hỏi anh là anh quan niệm như thế nào về tình yêu? Về tình yêu thì em cần cái là chung thủy, không nói dối là được. Nhưng mà em nghe anh nói là anh chỉ quen tầm 3-4 tháng thôi mà. Không, cái đó là không hợp. Tại vì chỉ trong giai đoạn tìm hiểu thôi, chưa có quen. Còn em? Thì em nghĩ là em cần một người có suy nghĩ một chút. Em không thích quen những người như hiện tại. Có nghĩa là họ chỉ nghĩ đến hiện tại thôi, họ không nghĩ đến tương lai. Và em cần một cái tương lai đó. Anh cũng vậy. Chắc chắn hơn. Em thấy anh sao? Nói chung là đối với em thì em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ thôi. Nó vẫn quan trọng về tính cách hơn. Thì nếu mà mình quen nhau thì có thể tìm hiểu tính cách từ từ. Anh đã come out chưa? Anh chưa. Chưa hả? Thì hiện tại em cũng chưa có come out. Nhưng mà em nghĩ là ba mẹ dù sao ba mẹ cũng sẽ biết thôi. Đúng rồi. Vậy thì khi mà phát sóng chương trình này thì nếu gia đình anh biết thì sao? Anh đã lại ra tới đây và anh lên chương trình này là anh muốn cho mọi người biết. Thực ra trong công ty anh cũng không ai biết anh đâu. Dạ. Chứ lẽ nếu mà công ty có coi là sẽ biết. Sao giờ trao đổi thêm chút xíu, thật ra chị Tường cũng tò mò. Chị Tường cũng thật sự. Rồi bây giờ trong theo như trong giới của tụi em nghĩ cái điều gì là quan trọng nhất để mà giữ vững được một cái mối quan hệ? Em nghĩ là một người phải có niềm tin vững chắc lắm thì mới có khả năng, mới có thể trao cho người ta cái niềm tin được. Giờ mình không có một cái gì ràng buộc nhau hết trơn, đúng làm sao? Mình nên xây dựng từ những lời nói thật nhất. Đừng nói nên nói dối nhau. Em nghĩ sao vừa rồi, chị theo chị Tường biết là trong cộng đồng LGBT có rất là nhiều cặp tổ chức đám cưới. Dạ. Và có những cái đám cưới tập thể cho cộng đồng LGBT nữa, thì em suy nghĩ gì về điều đó? Em nghĩ kết hôn á thì chắc cũng không có hàn gắn được lâu đâu chị. Sao vậy? Tự nhiên kết hôn xong mà ngắn được lâu là sao? Ý em là sao? Không cần phải kết hôn thì mình cũng có thể ở bên nhau lâu dài mà chị. Em nghĩ sao? Ông nghĩ sao? Em nghĩ em có mong muốn có một cái kết hôn, có một cái đám cưới không? Em nghĩ em cũng muốn, nhưng mà nó không phải là bây giờ thôi. Thì có nghĩa là ai cũng khao khát. Nếu đúng thật rồi. Sự một lúc mà mình tìm được cái người mà mình yêu thương thật sự, mình muốn bên người ta lâu dài thì mình cũng mong muốn một cái đám cưới chứ, đúng không? Đúng rồi. Tại vì chị muốn hiểu thêm về tâm lý của tụi em có giống như khác gì một người phụ nữ hay không, kiểu vậy đó. Rồi ngoài ra mình còn khao khát điều gì khác nữa không trong tình yêu? Em nghĩ là ai cũng muốn có một cái cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà em nghĩ để hạnh phúc thì nó rất là khó. Như vậy thì bên đây ba em là vẫn không biết cái chuyện của mình, thế còn bên em thì gia đình em có biết về cái mình có come out với gia đình chưa? Em cũng chưa. Rồi em định có come out hay không? Em sẽ come out, nhưng mà em nghĩ là cũng vì nhờ cái chương trình này thì em nghĩ là nhiều người họ hàng của em sẽ biết, và lúc đó cũng sẽ nói với mẹ em thôi. Nhưng mà em nghĩ là trước giờ mẹ em có biết trước chưa? Em nghĩ là mẹ nào đã sinh con ra thì hầu như đều hiểu cái tính cách của đứa con đó, và em nghĩ là mẹ em cũng biết. Còn bố? Còn ba em thì mất rồi. Mà em thì chị cũng nghĩ, tại vì em nói em nhẹ nhàng từ nhỏ đúng không? Đúng. Thì chị nghĩ mẹ em cũng biết. Nhưng mà em nhìn rõ ràng em có suy nghĩ giống chị không? Cái anh này anh rất là gồ ghề, rất là men, rất là nam. Thế em có gì làm sao mà gia đình em biết được? Thế dạ, em đúng nghĩ không? Đúng, em nghĩ chừng nào em mới come out với gia đình? Em nghĩ chắc có bạn thật sự đến với em thật lòng và lâu dài thì chứ sao giờ em cũng dắt về giới thiệu với ba.
Em nghĩ là tại vì ba còn hai người anh trai nữa, có gia đình hết rồi. Dạ, em cũng không mấy gì lo lắng. Rồi, ví dụ em có bao giờ em nghĩ cái hậu vận của mình sau này khi về về già thì như thế nào không? Tại vì một phần em là cháu đích tôn nữa. Trời đất ơi. Của ba đời dòng họ Trần Đình là. Trời đất ơi. Rồi giờ sao? Khi mà ba em mất á, thì cái trách nhiệm đó nó nhẹ hơn một chút. Nhưng mà em nghĩ là... Vì ba mất phải trách nhiệm nè. Ba mất thì trách nhiệm em phải nặng nề chứ sao? Dạ không, tại vì không giống ai như ví dụ như không có ai để mà mình còn... Rồi, hiểu rồi. Ép mình vô cái thế là đúng rồi. Đích tôn đó phải đúng không? Rồi, nói rồi. Giỏi tông đường đó phải đúng không? Đúng rồi. Thì như hiện tại thì chỉ còn mỗi anh mẹ với lại một đứa em gái thôi. Thì bây giờ thời gian của chương trình thì không có nhiều. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn mỗi người ít phút. Chúng ta thể hiện một chút xíu nữa cái gọi là sở thích của mình đi, hoặc là góp vui cho chương trình trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, mời em trai hát múa kể chuyện làm gì đó làm. Dạ, em hát bài Về đâu mái tóc người thương. Về đâu mái tóc người thương. Hôm lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, lầu kín trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi. Trời, làm gì mà rung dữ vậy, ai làm gì đâu mà cái giọng rung 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 rung, rung ghê vậy. Trời, em không rung, em hát hay chị. Tại... À, không dùng không, giọng hay mà tại rung quá thôi. Dạ. Rồi mời em, hát bài gì đây cưng? Em không biết hát nhưng mà em sẽ hát tặng cho anh nghe bài Cháu Lên Bà. Trời ơi. Rồi mời em. Cháu lên bà, cháu đi mau giao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ, không khóc nhẹ để mẹ trông cây trái. Tôi vào nhà máy ông bà vui cái cày, la 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 la. Hồi hết hồn, húng hồn luôn vậy đó. À, được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Thì Tường đã dành cho hai bạn cũng khá nhiều thời gian để mình trò chuyện với nhau ha, mình trao đổi quan điểm để mình hiểu nhau nhiều hơn. Nếu mình cảm thấy đối phương có thể phù hợp với mình để đồng hành cùng mình trong cuộc sống thì chúng ta bấm nút sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Còn nếu mà mình không đồng ý, mình cảm thấy là không phù hợp thì chúng ta không bấm. Cái này là quyền của các em. Chương trình chỉ là một cái cầu nối kết nối để tụi em đến đây gặp nhau thôi. Sau 3 tiếng đếm của Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, bấm cũng đều quá ha. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy tim đập nhanh. Tim đập nhanh. Gửi tặng bạn ấy một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày gặp nhau. Rồi. À đây, Tường gửi tặng cho hai bạn ha những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây coi phim nhiều phim hay lắm. Dạ. Sẵn tâm sự với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Nắm chặt tay nhau đi, đừng có buông ra nè. Rồi, ngày hôm nay Tường cũng đã mai mối thành công cho một cặp đôi trong cộng đồng LGBT nữa. Và mọi người ơi, nếu như chúng ta đang còn tìm kiếm một nửa của mình á, đang loay hoay chưa biết tìm kiếm như thế nào, rồi hãy tin, nếu mà tin tưởng các Tường thì hãy đăng ký vào chương trình Hẹn Ăn Trưa để gặp bà Mai này nha. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi.